bắt nó. Ờ, đầy gọp con là chắc kéo em đánh mạnh rồi. Cái bị mồm. Nhưng mà chỉ đưa ra đưa vào đưa ra vào vậy. Thủ to vậy. Đưa cho nên thủ tục. To là cót tép. Nhưng kiểu nhưng kiểu một cua. Trước ta đánh cho một cái phản to, phản phản gỗ to, cú rồi đi. Không dám đánh nhanh à. Không cái đấy là nó chắc. Kê bệt xuống đất rồi nó cũng chắc. Kê trong kia rồi. Vừa nãy ăn đi quảng cáo rồi điện thoại đéo chụp được, đéo cho khách quan thì cứ lại chửi vợ chửi con. Đi mẹ ăn bây giờ quần áo vay hết nghỉ còn đi mẹ là thảm thương chán đợi chưa từng quần áo chán đợi à. Uống vì cái chán đợi ra mẹ cứ nâng lên tụt 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 tí nữa và trắng mắt nữa. Ở đây nó không có xe rùa à? Đi ép cái nhà gắp miếng này chút cay nắng. Cứ tùm 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 đi. Hôm qua là tí nữa ngồi là đầu gá là cầm cả tay nó là vã. May mà tối hôm qua cái đầu cho xương cho nó đỡ vụn này. Đéo nhà là hết vã. Đã mẹ thấy hai thằng có đĩa lồng mèo. Dạo nó ninh như chú Hào với chú xương đâu bỏ xương chó. Đầu chó. Đéo mẹ bố ngồi bố gượng thành. Nhớ gọi bao rỉa bãi đi ông ơi. Đau chân rồi hôm rồi về quê uống ngát quá. Ừ. Đấy rồi. Toàn rượu kẻ. Toàn cơ thanh kẻ thanh phát. Rượu kẻ. Đừng nói như hôm qua quát vỡ đi vẽ nó đang kể nhà đấy nó đãi to mày cứ hãm rồi nó sẽ đéo nút này rượu liên quan hút bia rồi mà hút sao mà đi khám rồi nó bảo không phải hút. Người Duân nằm nghiêng kẽn lên cạnh nhà này. Bác sĩ sang khám ngay từ đầu đúng như rằng ra ngoài bệnh viện đang khám như vậy. Nằm có một thế đấy. Anh nhớ người ta vận động trên cái đường xoay, não cũng to thì nó không bao giờ chạm cuống. Hiểu không? Cái kinh kẽn này. Bỏng. Để bỏng binh. Bỏng. Ôi mà có chạm tay không nhìn chạm thấy đéo đâu được. Đi hả lắng cái mắt cái chân này nó nghe mình ngồi đánh bài nhiều không vậy. Hôm tiêu ai vào trong cứ làm gì bỏ ngồi đó mà ăn đi bỏ ăn đi tao ốm em gửi cho mấy cái đồng tô tươi đấy bỏ bỏ nó cho luôn sao phải đủ lửa không là dai lộn đến dần dần đâu. Em bảo với Sang bảo hôm nào tao mới mua về cho điện những cái anh Thắng thì bảo anh ấy ra ăn nói. Thắng hôm đấy lại Thắng lại cũng ốm anh nhỉ. Em bảo ông về anh chị như thế này chạy ra như dao em mua 4 cái đem về cho anh cái bảo là nhớ mẹ ông nhìn thấy ông lại lùa tao để chết bảo của chị mà nó sưng mình như vậy giờ lại ngon. Bắt giảm dùng cái chân chút đan chân bỏ hẳn đá trong kiểu này chưa đá bóng 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 đá bóng đá đâu giống giống không tôi bảo là chạy giác kìa bóng bóng ý tôi bảo rồi tôi bảo vào đấy cái mẹ bắt hôm trước tôi bảo bọn đôi này rồi cứ bịt mẹ bắt ngửa ra vào cái dép dép tổ ong này cái mặt sau đấy nó kiểu nó cái gai đấy cứ bỏ cái nào nó tấy đấy xong lại bác ơi cha đã. Alo. Tầm này là ăn vừa. Đây. Mọi lần cứ mùa tùa quá. Thì vừa bắt đầu. Xuống hết rào được. Từ Linh Đàm đây chú đi 20 phút chứ mây. Ờ đi đi. Ai à, Điệp à? Điệp. Đây. Điệp ơi. Phóng ngay. Điệp ơi. Lô. Tắt đéo không phòng ngay không cần nói vậy là nó phòng đi mẹ bảo đảm đúng 15 phút mới có mặt đấy có là mặt mũi là giật chúng nó là